Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với môn thể dục lớp 7 với nội dung là bài thể dục và bật nhảy. Thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Phần nội dung buổi học ngày hôm nay về bài thể dục, các em sẽ ôn lại 6 động tác thể dục đã học, đó là vươn thở, tay, chân, lường, bụng và phối hợp. Về nội dung bật nhảy, các em sẽ ôn lại các động tác hỗ trợ như là đá lăn trước, đá lăn sau và các em sẽ thực hiện bật xa tại chỗ. Về động tác vươn thở, nhịp 1, chân trái bước sang ngang lòng bàn vai, hai tay đưa ra trước lên cao và song song lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2, hai tay đưa ra trước xuống thấp và chết ra sau. Nhịp 3, hai tay từ dưới đưa ra trước và dang ngang. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 5 các em đổi chân. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của động tác vươn thở. Đến với động tác tay. Thì nhịp 1, chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2, hai tay đưa ra trước song song cao ngang vai, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 3, đưa hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 5 đổi chân. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa. Đối với động tác chân, nhịp 1, khiển chân, hai tay chống hông. Nhịp 2, khuỵu gối, khiển chân, hai tay đưa ra trước, song song và cao ngang vai, mắt nhìn theo tay. Nhịp 3, đứng thẳng người lên, hai tay dang ngang, lòng bàn tay, ngửa, mặt, quay sang trái. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 7, các em đánh mặt sang phải. Các em xem hình ảnh minh họa của động tác chân. Đến với động tác bụng. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang, rộng hơn vai, hai tay đưa ra trước lên cao và song song, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2, gập thân, hai tay chạm hai bàn chân, hai chân thẳng. Nhịp 3, nâng chân, hai tay dang ngang, mắt nhìn sang trái. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng nhịp 5 bước chân phải sang ngang, nhịp 7 mắt nhìn sang phải. Sau đây là ảnh minh họa của động tác bụng.
chúng ta sẽ chuyển sang phần bật nhảy. Thì game show ôm là động tác bổ trợ đá lăn trước và đá lăn sau. Mỗi động tác các em thực hiện cho thầy 5 lần mỗi chân. Thực hiện bật xa tại chỗ 5 lần. Và đây là hình ảnh minh họa của động tác đá lăn trước và đá lăn sau. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chào tạm biệt tất cả các em.